Do nắng nóng gay gắt vào sáng nay, cánh rừng thông 20 năm tuổi và rừng keo tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy. Hơn 300 người cùng phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động để dập lửa cứu rừng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút tại núi Đại Huệ, xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây. Ngay sau khi nhận được tin cháy, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân tham gia chữa cháy cứu rừng. Lực lượng bộ đội cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp V-Ship triển khai lực lượng và phương tiện chuyên dụng tới hiện trường hỗ trợ dập lửa. Thời tiết nắng nóng kéo dài và gió tây nam thổi mạnh, vị trí cháy lại nằm trên đỉnh núi nên lửa nhanh chóng lan rộng. Việc dập lửa ngăn cháy lan hết sức khó khăn. Sau hơn 3 giờ đồng hồ dập lửa và phát đường băng cản lửa, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Theo thống kê ban đầu, gần 3 hecta rừng thông đã bị thiêu rụi. Hiện các lực lượng vẫn đang tích cực phát đường băng cản lửa, ngăn đám cháy bùng phát trở lại.